trà mạn hảo có hương có vị, lịch trăm chiều trăm vẻ càng xinh. Chén trà thơm ngon thiếp đãi bạn hiền, để rồi quả cau lon lại có tình có nghĩa. Đợi trăng tròn kết tóc xe tơ, miếng trầu ngon kết ngãi đá vàng. Xin mời quý vị cùng chào đón phần giao lưu đối đáp của đôi liền anh câu lạc bộ Thôn Chè cùng với đôi liền chị câu lạc bộ Đam Mê Quan Họ. Xin trân trọng kính mời. Dạ, thưa đương quan họ liền chỉ, đã lâu hôm nay mới được đương quan họ sang chơi nhà. Bây giờ anh em chúng em xin được mời đương quan họ liền chỉ cùng với chúng em xơi trà, xơi nước qua câu trà mạn hảo. Sau đó chúng em lại mời đương quan họ liền chỉ ca lên dăm ba câu cho chúng em được học đòi dăm ba lối đấy ạ. Dạ, thưa đương quan họ liền anh, đã lâu hôm nay chị em chúng em mới được sang thăm nhà. Và bây giờ chị em chúng em xin mời đương quan họ liền anh ca trước để cho chị em chúng em được cất bước theo sau đấy ạ. Dạ, đúng là trà mạn hảo có hương có vị, lịch trăm chiều trăm vẻ càng xinh. Trà ngon thếp đãi bạn hiền, sau đây chúng em xin ca. Mấy khi bạn đến đi chơi, thì xinh cái chén chè thơm ngon, có vị thì có là chị hai ơi, là chị ba ơi, cái chén chè ngon thêm đại khách bạn hiền. Bạn hiền à, bạn hiền ơi, mời người ngồi chơi xơi nước để tôi bằng lòng cái chén chè ngon thiệp đại khách mà hồng. Má hồng là má hồng ơi, có cho tôi ngỏ tơ lòng được chăng? Là chị Tư ơi, là chị Năm ơi, đông là người chẳng tiện mà nói năng. Ai ơi đông
tiện mà nói năng. Vâng, thưa đương quan họ liền anh, vừa rồi đương quan họ liền anh ca câu trà mạn hào, chị em chúng em xin đối lại câu: quả cau non có tình có nghĩa, đợi trăng tròn kết tóc xe tơ, chầu ngon kết đãi bạn vàng. Chị em chúng em xin ca câu quả cau non. Cơm em đi châu Á này thắm mãi mãi.